Khát vọng mùa vàng tuần này, mời quý khán giả đến với tỉnh Đồng Nai để gặp gỡ người nông dân Lê Phi Long. Sau khi tốt nghiệp chuyên ngành thú y, trường Trung cấp Kỹ thuật Nông nghiệp Thành phố Hồ Chí Minh năm 2017, nhận thấy mô hình chăn nuôi gà sinh học có nhiều tiềm năng, không chỉ mang lại hiệu quả kinh tế mà còn giúp người tiêu dùng có một sản phẩm an toàn cho sức khỏe. Vì vậy, anh Long quyết định về quê và khởi nghiệp với mô hình này. Thời gian đầu khởi nghiệp, anh Long phải đối diện với nhiều khó khăn và cả thất bại. Nhưng với sự kiên định và quyết tâm, đến cuối năm 2021, trang trại của anh Long đã đạt quy mô hơn 6.000 con. Đáng chú ý, anh Long còn nhân rộng mô hình bằng cách thành lập hợp tác xã chăn nuôi sinh học, tạo việc làm ổn định thường xuyên cho nhiều thanh niên ở địa phương. Để tìm hiểu câu chuyện khởi nghiệp của anh nông dân Lê Phi Long, mời quý khán giả đón xem chương trình Khát vọng mùa vàng được phát sóng vào lúc 19:15 thứ Tư ngày 29 tháng 11 năm 2023 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1.